chơi ở nào đây? Thể thao đi, thể thao. Mấy ông dành tôi đô đô chất chất vậy là biết tôi dân thể thao rồi. Một sân golf thông thường có bao nhiêu lỗ? Trời ơi là trời, giờ nó hỏi một sân golf thông thường có bao nhiêu lỗ, mới câu 1 luôn á mọi người. Mới câu đầu tiên luôn á, trời ơi là trời. Mấy câu đầu tiên của ai là triệu phú nó hỏi vậy nè, muốn về với đất mẹ thiệt luôn á. À, một sân golf thông thường sẽ có bao nhiêu lỗ nha? A 10, B 18, C 22, D 16. Cao nhân ơi, cao nhân ơi. Câu D đi anh, tin em, Đinh Hiếu 22 hả? 22 là câu C đúng không? Câu C đúng không? Câu D hả? Câu C, câu D. Rồi tôi tin mấy ông đó, tôi chọn câu C. 22. Trời ơi là trời, đi thi ai là triệu phú câu đầu tiên đi về. Ảo thật đấy. Không có tiền luôn. Rồi ra lĩnh vực thể thao không hợp với miếu đi, đổi. Đổi sang lĩnh vực khác đi. Chơi lĩnh vực âm nhạc đi. Đệ tử ruột của Lady Gaga mọi người. Lady Gaga là chị ruột tôi á, tôi tên là Lady Gugu. Ai đã thành công với bài hát Firework? Trời, Katy Perry. Trời ơi là trời. Chị tôi. Katy Perry là chị ruột tôi luôn á, chị ba tôi nha. Cái gì hồi nãy tôi mới nói ai ta? À, Lady Gugu là chị hai tôi nha mọi người. Chị ba tôi. Katy Perry là chị ba tôi mọi người. Rồi tới câu 200 đô. Justin Timberlake xuất hiện trong chương trình truyền hình nước nào, truyền hình nào trước khi trở thành ngôi sao nhạc pop? Ông này là anh tôi nè. Ông này anh tôi nè, hôm bữa hả tổ chức sinh nhật chị ba tôi, chị Katy Perry, là có ông Justin Timberlake nè. Ông có kể tôi hả là ông tham gia chương trình The Mickey Ball Club, là hả câu lạc bộ của những chú khỉ. Không, ông xuất hiện ở câu lạc bộ của những chú khỉ mọi người. American Idol không phải. Ông xuất hiện ở Club Monkey. Bữa nghe ông nói mà, bữa nghe ông đang hát với mấy câu lạc bộ cho những chú khỉ. Trời, anh tôi, mọi người sao vậy? Anh tôi, ai giành giải Best International Female Solo Artist năm 2015? Taylor Swift, chắc chắn là Taylor Swift. Thề luôn, để tôi khẳng định cái sự chắc chắn của mọi người hả, tôi gọi điện cho người thân. Ảo thật đấy. Mua sim 4G không chị? Bên giảm giá 4G. Thấy chưa, tôi nói mà. Chị tôi, tại để tôi củng cố lại hả cái lời tôi nói cho mọi người nên tôi chọn câu đưa, tôi mới gọi điện thoại cho người thân. Nói gì nữa không? Em Hiếu, ủa mình đang thi cái tiết mục vậy? Em Hiếu mu sịch. Âm nhạc không phải còn là để nghe không đâu. Âm nhạc còn là mu sịch. Ai đã giành chiến thắng trong cuộc thi American Idol mùa 1? Trời ơi là trời. Hỗ trợ cái mấy cao nhân ơi, hỗ trợ cái mấy cao nhân. À, cái kiến thức về âm nhạc của em Hiếu tới đây bị gián đoạn rồi mấy cao nhân ơi. Mấy cao nhân ơi, hỗ trợ em Hiếu cái mấy cao nhân. 12 seconds later. Rồi tin tưởng ông này nha mọi người, ông này chọn câu A. Rồi mình tin tưởng bạn Abe Duy Khang nha. Abe Duy Khang. Để anh thả tim cho. Trời ơi là trời. Hay. Thả tim cho bạn Abe Duy Khang nha. Trời ơi, cảm ơn em. Tưởng dừng chân tại đó không luôn á. Anh tưởng anh dừng chân tại bến khi chiều nắng chưa phai. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn sự hỗ trợ của em nha. 1.000 đô rồi nè, 23 triệu rồi. Hỗ trợ cho đi, lát tôi lãnh tiền rồi tôi chia ra. Một trong những người nổi tiếng nào sau đây đã tốt nghiệp đại học? Hôm bữa tôi đi sinh nhật của chị ba tôi. Bữa tôi đi sinh nhật của chị Katy Perry tôi có nghe. Tôi nghe gì mà về hả? Nghe rồi, tôi nghe về cái tiểu thuyết này rồi. Vừa làm diễn viên mà hả, vừa tốt nghiệp đại học mà vừa làm ca sĩ nữa. Lady Gaga không phải Lady Gaga. Madonna, ồ lộn, Madonna, chắc chắn Madonna luôn mọi người. Tin tưởng em Miếu đi, Madonna. Hồi xưa học chung trường với chị ba tôi mà. Mấy lần mà tôi ra tôi chở chị ba tôi bằng xe đạp về, tôi thấy bả hoài, thấy chưa? Một đầu âm nhạc, đã tôi nói với mọi người sao? Âm nhạc không những để nghe mà âm nhạc còn là music.
giá trị bây giờ đẩy lên 46 triệu rồi. You Are Beautiful là bài hát của Baby You Are Just My World Headlight Brody. Ủa không phải là của nhóm One Direction hả mọi người? Ủa mọi người ơi, tôi nhớ cái bài You Are Beauty là của One Direction mà. Boom No Mask là không phải nè, Justin Bieber là không phải nè. Còn của Akon hoặc là của James Blum thôi. Không mà tôi nghĩ chắc chắn của James Blum. Bài này chắc chắn phải của James Blum. Hồi xưa cái nhân vật mà dán mặt trong cái tiệc sinh nhật của chị ba tôi là ông James Blum á, cho nên là tôi chưa có nghe. Trời ơi Hảo tiền càng ngày càng lên nha. Bây giờ là 92 triệu rồi. Năm 2013 nhóm One Direction có bao nhiêu thành viên? Trời ơi, anh nhóm này nhóm guộc tôi mà chẳng lẽ tôi không nhớ. Năm thành viên nhóm guộc của tôi. Khỏi cần là mấy ông chỉ luôn, nhóm guộc tôi. Tôi hả hồi xưa hả thần tượng nhóm One Direction chứ bộ. Đáng lý tôi là thành viên thứ 6 đó. Mà tại cho đợt đó là hả chưa đẻ cho nên là không có tham gia được. Ok. Câu hỏi tiếng Anh. Who is the singer of the Call Me Baby? Trời ơi, gì cái gì nè? Gì You love me na na da na na. Mà tôi nhớ bài đó mà của ai hát? Của chị đúng không? Chị hai tôi đúng không? Của chị hai, lộn, của chị tư tôi đúng không? Của chị tôi đúng không? Taylor Swift đúng không? Ủa mà Taylor Swift đâu có hát bài nào mà Call Me Baby. 50-50 đi. Trời, không biết luôn á, cái này chọn bừa luôn á. Cái này chọn bừa luôn á. Chọn bừa luôn. Giỡn thôi, sao mà bừa được. Giỡn, nghĩ sao tôi chọn bừa với mấy ông nội. Làm gì có chuyện anh Hiếu chọn bừa được. Không có. Giỡn thôi. Ôi. Không có nha, tôi thử lòng mọi người thôi á. Chưa bao giờ đi xa như bây giờ luôn nha. Bài hát bay, ủa lộn, tôi tưởng bài hát bay bị sắc chứ. Bài hát Smack Dad được viết bởi đồ. Đù. Rồi bài này đâu có biết đâu. Hỗ trợ cái mấy cao nhân ơi. Hỗ trợ miếu gái. B nha Hiếu. Rồi nghe lời của Minh Hư nha mọi người. Rồi chúng ta chọn B. Trời ơi, tới câu thứ 10 rồi mọi người ơi, chuẩn bị nữa là tụi mình đi tới 10.000 đô rồi. Để tôi thả phẫn nộ vô này cái. A few moments later. Bây giờ đổi đi. Giờ tới em Hiếu qua tạch nói logi đi. Hồi xưa tôi được mời tham gia làm nhân viên cho ở bên NASA mọi người nha. Mà đợt đó là kiểu tôi còn yêu thích gia đình nên chưa có đi. Bây giờ em Hiếu tạch nói lo cho tạch nói logi, em Hiếu tạch nói logi. Giờ chúng ta test tới kiến thức tạch nói logi nha mọi người. Có bao nhiêu bit trong một bài? Ủa cái này nhớ hồi xưa. Cái này tôi nhớ hồi xưa tôi có trả lời sai nè. Rốt cuộc là có bao nhiêu bit cho một bài mọi người? Ủa mọi người ơi, rốt cuộc là có bao nhiêu bit cho một bài vậy mọi người? C với anh Hiếu 32. Rồi, tôi thấy mọi người để câu C cũng khá là nhiều. Vậy có chat B và có chat 32 luôn. Tạch nói logi. Trời ơi là trời, tao vừa mới giới thiệu với tụi nó tao là Hiếu tạch nói logi luôn á. Hồi nãy thì Hiếu thể thao vừa mới thi câu 1 luôn thì thua. Mày làm tao đúng quê với mọi người luôn á con quỷ ơi. Tim gỡ con người có bao nhiêu ngăn? Tim người hình như chỉ có 1 ngăn thôi đúng không mọi người? Tim người chỉ có 1 ngăn thôi. Không thể nào mà có 2 ngăn được. Nếu mà câu này sai thì thật sự là trình độ về sinh học của tôi rất là tệ. Nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là tim người 1 ngăn. Stupid. Điều nào sau đây không giúp làm giảm bệnh cúm lây lan? Đeo mặt nạ. Trời ơi là trời. Nghĩ sao vậy trời? He's stupid. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.